Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em bộ phát Wi-Fi 6Mesh cực kỳ xịn sò, nó có tên là Orbi, đến từ Netgear. Theo mình được biết, Netgear là một nhà sản xuất thiết bị mạng hàng đầu tại Mỹ, chuyên cung cấp các sản phẩm mạng với tiêu chí như dễ dàng lắp đặt, setup cũng như chất lượng cao. Ở đây có thể thấy ngay sẽ có công nghệ 3 băng tần Tri-Band Mesh Wi-Fi 6 System. Mã hiệu của bộ sản phẩm này là AX4200 RBK753S. Xung quanh đây là một vài những cái thông tin chung về app cài đặt Orbi cũng như là những cái công nghệ kết nối khác như beamforming. Và đây là một cái sơ đồ kết nối cơ bản của một cái hệ thống mesh Wi-Fi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm ngay. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay một tờ hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể dễ dàng thiết lập mạng thông qua ứng dụng Orbi trên App Store hoặc Google Play Store. Nói chung mình thấy việc setup bộ Wi-Fi Mesh này cực kỳ dễ dàng. Và đây là tất cả những gì có trong bộ sản phẩm. Đầu tiên mình sẽ khui thử hộp phụ kiện này ra xem bên trong đây có gì. Trong đây sẽ là 3 nguồn DC adapter 12V 250A. Đi kèm với đó là hãng có tặng thêm một dây LAN RJ45. Tiếp đó sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm một thiết bị định tuyến router và hai thiết bị vệ tinh được gọi là satellite. Như trên tay mình đang cầm là thiết bị router chính. Bộ sản phẩm thì có thiết kế khá hiện đại. Phía sau thì sẽ bao gồm một nút sinh, một cổng WAN màu vàng và 3 cổng LAN. Tiếp đến sẽ là cổng DC và một nút reset mặc định. Mặt dưới thì sẽ thể hiện một số những cái thông tin như là tên và mật khẩu Wi-Fi. Phần này thì mình sẽ che lại nhé mọi người. Còn lại hai thiết bị vệ tinh satellite cũng có thiết kế tương tự như vậy. Tuy nhiên thì mặt sau thì chỉ có nút sinh, hai cổng LAN và một cổng DC thôi. Mình sẽ tiến hành lắp đặt ngay bộ sản phẩm này và thử kiểm tra xem hiệu năng cũng như tốc độ của bộ phát Wi-Fi Mesh 6 này như thế nào. Nó có thực sự chất lượng như lời đồn không? Việc lắp đặt cũng khá dễ dàng. Đầu tiên thì anh em cần gắn dây cấp nguồn cho bộ sản phẩm. Sau đó nối dây từ cổng LAN của modem nhà mạng đến cổng WAN màu vàng trên router Orbi là xong. Mình thì hiện đang để cục router này trong phòng làm việc chính ở trên tầng 3. Và có sử dụng PC nên mình đã sử dụng thêm một cổng LAN nữa ở đây. Việc còn lại trên hai thiết bị satellite thì anh em cũng set up theo hướng dẫn rất là chi tiết ở trên app Orbi. Vì lúc mua thì người bán đã set up hết cho mình rồi để có thể kiểm tra được tín hiệu. Nên mình sẽ bỏ qua bước hướng dẫn cài đặt này nhé. Nói chung thì mình cũng đã xài nhiều thương hiệu router khác nhau rồi. Và phải nói là mình chưa thấy một cái bộ nào mà thiết lập dễ dàng qua app như bộ Orbi này. Mình sẽ tiến hành kiểm tra tốc độ thông qua app speed test trước. Đó, anh em có thể thấy chưa, tốc độ download và upload khá là nhanh. Mạng thì nhà mình hiện đang sử dụng mạng của Viettel với gói cước là 500.000 một tháng. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra tốc độ qua app của Orbi luôn. Tốc độ cũng tương đương như vậy luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư cho thiết bị mạng. Nhà mình cũng tầm khoảng 20 thiết bị sử dụng cùng lúc nên mình nghĩ việc đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Và nó tùy thuộc vào ngân sách của anh em. Thì bộ sản phẩm này ở Việt Nam không có hàng chính hãng, nhưng mà anh em có thể mua qua đại lý trung gian hoặc là hàng xách tay với mức giá hiện tại dao động khoảng 16 triệu rưỡi. Nếu anh em dư giả và có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, hãy chiến ngay vào luôn. Mình nghĩ Orbi Netgear là một giải pháp toàn diện về Wi-Fi Mesh. Nó đáp ứng được mọi đòi hỏi khắt khe nhất của người dùng về công nghệ Wi-Fi. Và cái mình thích nhất là việc setup vô cùng đơn giản. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.